Vâng, xin chào các bác. Rất vui tôi lại được test hàng gửi cho khách. Đây là chiếc lọc Pioneer 3.7. Trước khi gửi vào khách hàng ở thị xã Thuận An thì tôi test lại sản phẩm một lần. Bởi vì mẫu lọc này tôi đang bán nhiều, nhưng mà cái model này gửi cho khách cái con này thì chưa test. Thế trước khi gửi đi tôi muốn test lại. Đây là mẫu lọc Pioneer 3.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nút bấm tương ứng với 10 cần gạt. Nếu mà cần gạt thì gọi là 10 cần. 10 nút bấm để tăng giảm tần số. Từ tần số 32 đến là 16.000K. Pioneer 37. Các nút chức năng vẫn còn hoạt động ok. Đây là nút tép, nút đường vào âm thanh. Nút EQI, có lọc và không có lọc. Nút preset program mình không dùng đến. Mình không dùng đến nút này. Đây là các chế độ lưu sẵn. A, không phải lưu sẵn mà mình sẽ tự lưu. A, B, C, D, E. Tương ứng với nút Heavy, Clear, Soft, Visual, Vocal. Và đây nút Display, kiểu nháy. Đây nút Memory, là nhớ. L và R. Ấn vào L và R thì sẽ là chỉnh nhạc được cả hai bên cùng một lúc. Nếu mà tắt đi thì sẽ chỉnh độc lập. Nó phải sáng đèn này thì các bác ấn này. Đây. Lên xuống. Lên xuống nó sẽ đồng thời cả hai bên. Đây nha. Lên này. Nếu mà tắt đi thì sẽ chỉ ấn được một bên. Đây, nhầm, tôi ấn nút này. Giả sử tôi ấn nút chỉnh bass này. Đây, đang ấn bên này xuống nhưng bên kia không xuống đúng không? Lên này. Đấy, chỉ bên trái lên, bên phải không lên bởi vì không ấn. Đây, phải ấn nút này. Nút flat là chế độ ngang, nó cũng tương đương với nút không có lọc. Đây các cái nút đặc thù của mẫu lọc Pioneer 37 này, các cái phím bấm nó nhỏ nhỏ, khi đặt ngón tay mà mình không đặt đúng vị trí của nó thì nó sẽ không nhận lệnh. Giả sử bấm mà không đúng đây, bấm này là không được. Giả sử mình phải dí đúng vào vị trí của nó thì nó mới xuống được. Nó khác với mẫu lọc 3.5 thì cần gạt nó rất là tiện, nhưng mẫu lọc 37 thì kiểu trong một cái khoảng rất nhỏ này nó để tận 10 cái phím bấm, nên là mình phải bấm đúng vị trí của nó. Giả sử ai ngón tay to ấy thì mình phải ấn nó sẽ khó hơn. Rồi. Nói chung các nút bấm thì đều hoạt động hoàn hảo hết. Các nút bấm hàng của tôi bán ra đều hoạt động hoàn hảo, trước khi gửi đi thì tôi đều kiểm tra kỹ. Đều lên xuống vô tư. Có cái là bởi vì nó nhỏ, trong một cái khoảng này mà nó bố trí 10 cái, nên là mình phải bấm vào đúng vị trí của nó thì nó mới nhận được. Chứ bấm mở chạch sang thì nó không ăn vào. Tôi sẽ mở nhạc to, mời các bác nghe. Mẫu lọc này có hai đường vào âm thanh, một đường xuống. Chỉ một đường xuống nhá. Tôi quay lại mặt sau rồi mở nhạc. Điện 220, đặc thù mẫu lọc này đèn và trắng lên điện 220. Chắc tầm 1.000 con lọc thì chỉ có khoảng 5 con màu trắng. Bởi vì nó rất hiếm, màu trắng không có. Đây là đường vào. Đường vào ngoài cùng là đường vào line. Đường vào số 2 là đường vào tép, ở ngoài cùng bên phải. Ngoài cùng bên trái là đường vào line. Còn đường xuống lúc nào nó ở bên cạnh cái đường vào đầu số 1 đấy. Đây là đường xuống âm ly. Đường xuống âm ly. Đường vào số 1, đường vào số 2. Đây rút rec mình không dùng đến. 220. Tôi test theo yêu cầu của khách cũng như là nói qua về cách sử dụng cái mẫu lọc này cho những người có nhu cầu tìm hiểu biết. Tôi sẽ mở nhạc mời các bác nghe, mở to. Rất nhạy luôn. Cái phím này nó sẽ không hỏng được ngay. Nhưng mà trong quá trình sử dụng khoảng 5-10 năm trở đi ấy,
mình mà không dùng có khi là nó cũng bị liệt cái nút này. Thì nó liệt mình không phải là mình thay cái nút đen này như các bác nhìn thấy nhá, mà nó có một cái chip bấm ở dưới một cái nút này. Dưới một cái nút này nó có một cái chip bấm nó gắn vào cái vỉ men của cái mặt vỉ men mặt để nó tiếp nhận cái thông tin mình ấn vào. Thì cái chip bấm đấy mình có thể thay vô tư, nó không ảnh hưởng đến chất âm. Đấy là tôi nói để cho các bác biết, giả sử nó liệt thì cũng đừng có lo lắng. Vì nó lâu ngày mình không sử dụng hoặc bấm nhiều quá nó hỏng, những cái đấy nó không bao ảnh hưởng. Giả sử các bác mất cái nút này này thì coi như là không bao giờ tìm được, không bao giờ có cái để thay. Những cái chip bấm bên trong vô tư, nó là cái chip nó tròn tròn, nó có hai cái chân nó ngàm vào cái vỉ men. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, nói như vậy cũng đủ rồi. Xin cảm ơn khách hàng ở xa như rất tin tưởng ủng hộ cửa hàng. Xin chào. Mẫu lọc này tôi bán giá 5,8 triệu đồng, ship toàn quốc qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển người mua phải chịu. Phí vận chuyển thì cái mẫu lọc này nó tầm gần 100.000, 70.000 là cùng, tùy theo mình đóng hàng cẩn thận hay không đóng cẩn thận. Đóng cẩn thận thì kích thước nó lớn, còn đóng không cẩn thận thì chắc gói cái bìa carton vào là xong. Vâng, xin cảm ơn.